Rồi tự đập thùng con ơi, dách tên 180 luôn rồi con. Linh kiện phụ tùng của Nhật lắp ráp tại Thái Lan nha. Cục đề là của Made in Japan luôn đó. Bảo hành 3 năm. Ngon lành rồi con. Rồi con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6747. Đây là lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam luôn nha, có mặt tại cửa hàng luôn nha. Mấy lít em? 4 lít. Đời này nặng 145 kg chưa kể dầu nhớt. Dung tích xi lanh là 944 cm khối, 18 ngựa, 2.400 vòng trên phút. Đặc biệt cái đời đề nó có hộp sạc cho chổng luôn nha, đó. Đây có dây đề sẵn rồi con về mua bình là xài thôi. Đặc biệt đời này là siêu nhỏ nè, nên sạc nên xài cái chừng bình 30 A là đề được rồi. Ngon lành mà con. Cô chào bác hợm. Có đề là 49 triệu. Không đề là 45 triệu nha. Ủa sao vậy em? 4 lít em à. Lấy khăn lau nhẹ cho đẹp em. 4 lít thôi. Quá đẹp luôn. À, nó thường lẻ. Tại máy mới mà. Mới là phải 4 lít. Vừa chai lọt 2 là 3 lít 8 thôi. Tại vì nó có nhớt dặn nằm chổng à. Nặng 145 kg nha. Không đề có đề nặng 150 kg. Chưa. Trời cũng dữ rồi. Chào đen. Dầu đây em. Em dầu không đi.